tủ này để dành về chưng rượu được nè. Chứ có túi xào xẻn đó bạn. Cái này hả? Cái này đựng gì? Đựng chứ có túi xào xẻn. Hả? Slipper. Chân xét à? À, ấy cắt mà. Chứ có sư hoa trông này à? Hoa trông. Hoa trông dầu liệu đây. Mấy ông phân khai à? Có giá ta đã mở cái 299. À, 299, ok. Mấy ông tay tiền à? Mấy ông tay tiền là dầu. Tay tiền là kia 499. Có dầu. 499. Cái này kia stop rồi. Hẳn phía 122, 一个. 装什么? 装什么? 装东西的咯, 排美的咯, 都可以的。 这个装不多。 两个而已, 多都没有。 一个120就好, 两个240。 哦, 240。 会用易坏吗? 漏到水会坏吗? 啊? 漏到水会坏吗? 漏到水, 你是拿回家放在家里还是放在游泳池? 家里。 放家里不会坏，放在游泳池会坏。啊，有水就放。上次我有买一个这个，然后你们的厨我有买过，蛮好。等一下我回来再看，我去吃。来，哎，来了吧，两个，哦。 Cái này nó bự quá, nó nặng lắm. Để cái HDB là chết luôn, nó nặng. Nặng lắm. Nhưng mà không có chỗ để. Không, cái này để nhà thấp thấp như nhà bà ngoại được. Mà nhà trên cao để nặng lắm. Nặng không được. Cái đây là cái gì? Đây chè. Ở đây đồ ăn. Pizza. Pizza, đâu? Ờ có hả? Đi order đi. Order đem đi. Đi lấy quá Việt Nam. Con hả? Thì hỏi ăn cheese phải không? Nhớ mày. Cheese pizza. Order cheese pizza. Không có. Có mà. Chị quán vào cheese pizza mà. Cheese pizza. Cheese pizza. Nó có... Có hả? Three cheese pizza. À. Three cheese pizza. À, chiếc cái là. Ừ. Ok, xin xin nè. Cái tả bao á. Tần tu chiều á. Dầu xèo mà. Rồi à. Dầu xèo đó mà. Chiếc cái size. Cần tu chịu. Ồ. 20 phút. Thôi. Bây giờ phải đi vòng vòng chứ. Chứ 15 phút là. Tai mẹ ghét rồi sao okay. Đi lại đây coi đồ đi ngồi đi để nặng lắm ngồi xuống để cặp da nặng khác là gì cái tủ để đựng đồ được. Hello, sister.
没有人啊。我想买一个小的酒吧的那个围那个。买小的什么？那个小。做饭。没有酒吧，一个小小的酒吧，你们这边我的在一个月。小小的什么听不懂？那个吧的小吧的，一个放酒。吧台啊。啊，吧台。吧台那种小的，吧台没小的，好像一个厨这样子放酒的。要的一个月，你们这边很慢。啊？要的一个月对。嗯，有的东西要的一个月。太慢了。我要快，药材来货啦，就是因为药材来货才卖便宜，如果放在这边等的话卖很贵啦。放久了哈。那个是，嗯，不美的，是老是放久了。啊、哦，上面有一个东西。你要上面的、啊，那个叫 divider。啊 ，divider。divider 有。够的，很久。你们没有去装啊？是别人家装。哎，好 ，divider。放久了。都有啊，很多种啊。我要的一个月可以。嗯，有一个月。这个很贵的嘞，不便宜的。啊，六七百块。哪里值六七百块？嗯。六七百块买不到了。啊。嗯。八九百了，六七百买不到，没有，本钱都不值。嗯。我肚子饿，吃出来讲。等一下我才来，嗯，我去充电，谢谢啊。哎，那懵了，要等了，下几个来？你安个，那懵了。你那个见面见面啊？哎，喂酒哦。哼，我见。莫玩 game 哈？刚才有个叫嗯，那来公公，公买药呢那个呢？药，药加钱。来啦。这个单机有这边呐，哎。药加钱啊，这门啊，有些牙齿，我这药多，好，还是门齿到lép này， hai tuần lễ mới xong đó nha， phải đi mấy cái chỗ giặt đồ nó giặt。thế ở đây mình đâu có nhờ dễ ai được, sống ở nước ngoài là vậy, không nhờ dễ ai đâu, đi ra đường là có đầy đủ tiện nghi, nhà nước người ta có hay sửa nhà cho dân á, hoặc là mình có sửa nhà rồi mình mua toilet xài mình đi lên đó, mình dặn. Ở đây có công cộng, toilet công cộng, toilet công cộng nhiều.đây đây là một cái quán Việt Nam mà mẹ mua ăn rồi Quỳnh thấy đợi vậy đây mẹ đi lấy đồ cho Quỳnh ăn đồ Việt Nam nhiều lắm hay là muaThank you.
bán gì đâu hết rồi. Đây nhiều món ăn. Chị ơi, làm bữa nay lại đây, bữa nay ngày mai là tôi nghỉ bán, bữa nay đồ ít. Vậy hả? Có gì ăn? Bún bò Huế hả? Có bún bò Huế phải không? Có. Ăn bò mềm, ăn bò cứng. Hả? Ăn nha. Bây giờ cứ cục cục lắm, mềm rụt luôn. Vậy hả? Một cái này nó hơi chơi vừa. Ừ, tô đi. À, nó học ở trường cùng mình luôn. Thằng con trai lớn người xưa học đây nè. Dạ hả? Kêu bận gì đó. Dạng chân. Bây giờ đổi rồi hả? Giờ lớn rồi, vô đại học rồi. Nó nghe nè, sao mà ăn măng ngứa quá vậy? Tại vì người mình cứ thanh măng nó đập ngứa. Đập ha. Trời ơi, tôi ăn có chị ba lần là tôi bị cái chân nó ngứa mà đen luôn. Không phải. Không phải là măng. Tôi bán măng ngứa mà phải, cái măng nó, cái bánh con măng nó lại nó đập vậy đó. Ừ, cái măng nó đập. Chứ không phải nói chị bán. Mày về cho bún bò Huế. Tôi luộc kỹ lắm mà. Trời ơi, tôi luộc biết nhiêu nước. Tôi luộc, tôi xả, tôi nhồi, tôi bóp lắm. Ừ, ngon, ăn ngon lắm mà nó độc quá. Cho bún bò Huế. Bún bò Huế chị trụng sẵn đi, trụng sẵn là để vô hộp đi, tôi mang đi lần kia ăn. Sao đây không mời ăn gì trời? Mua cái pizza cho nó mắc chị hay là chạy đi lấy cái trở lại đi. Xích đằng này nè. Mở phải. Là sao? Bún bò Huế ăn. Ăn đây. Ở đây hay đem về bà nói tôi không ăn luôn. Ở đây. Thôi bà lại tôi làm cho nó nóng chứ bây giờ nấu luôn muộn nhất rồi sao? Ừ. Đi nóng nóng rồi mấy đây đi lấy thịt ra đây. Đi lấy cái bánh cho chị nhỏ cái mấy chị quầy lại ăn. Hả? Mẹ đi lấy cái thịt ra cho Quỳnh. Quên hả? Hai mi ngồi đây đợi đi con. Ừ, lâu lắm, nướng pizza nướng lâu lắm. Đó mình có làm mà pizza qua rồi nướng thành lâu độ chừng 15 phút. Sạch sẽ đây. Mấy ông cụ, bà cụ ở Singapore này cả nhà thấy không? Ở đây nè, cái quán ăn mà nó có khắp khắp, có cái nơi sân cộng đậu xe. Đậu xe ở đây phải trả tiền đó nha. Hả? Gì? Gì Quỳnh? Gì? Lâm Phù. Nói gì vậy? Wi-Fi. Wi-Fi đâu có. Đây quán ăn. Đây có mấy món gì mà có. Không có việc nào. Đây quán món này món của Singapore. Đây. Rồi những món ăn nó xinh. Sao nó mở không? Thank you.
Cắt vô cái điện thoại, cắt vô để họ đi quên. Ở đây là supply ba cái gì nè, ba cái đĩa muỗng giấy rồi đó cả nhà. Cái tiệm ăn một món đợi lâu. Cái bộ quế mà bị để trong mát nó bị hư chứ, nó không có sống được. Cái loại này phải sống ngoài mưa. Đó là gì? Kem hả? Ăn kem hả? Ăn đi, mua ăn đi. Thấy kem không? Đi mua đi. Ngồi đó mình ăn. Có tiền không? Không có tiền thì nấu cho đưa thì mình ngồi thôi. Đôi bụng chết. Nè. Ờ ok. Nè. Đi lấy pizza rồi. Đi lấy pizza nhanh. Nó bay. Không mua kem hả? Đi lấy pizza nhanh lên. My god. Đây, thank you. Đây đây. Mấy sổ nó mỏ. Chị xe à, bye. Một kem không? Đi nhanh qua xe lại nữa, nhanh đi. Ở đây cái ống cống. Ống cống gì đó bự. Cái ống cống đó cả nhà. Dưới đây mình đi đang đi là đi trên ống cống thôi. Bên này có xài nét nữa hả? Bên này trả thẻ. Được, được, ở đây được. Ở đây được. Có oli rồi. Hả? Có đồ có sợ ăn. Được. Cái đồ ăn được. Cái gì? Ngồi đây đi. Rồi ăn đó hạnh phúc quá.
giờ không được ăn nữa chứ. Nó được ăn cái nào? Thì lấy ra. Không được lấy tay. Không được lấy tay hả? Mẹ lấy cái nĩa. Để cái đèn xuống đi, mẹ vô lấy nĩa cho. Để xuống, ngồi đây nha. Rồi ăn gì? Lấy nĩa hả? Không chịu gì. Vô lấy nĩa đi, lấy nĩa cho con. Nói đi mẹ lấy. Thì nói ở đây ăn ngon, xong y giới thiệu bạn y là đây ăn, cái ông nói ừ đúng rồi ăn ở đây ha, y ghen như ở Việt Nam cái mùi vị á, đi chỗ khác đó của bà đó. Đi chỗ khác ăn không ngon. Ủa bữa nay 10 đô hả? Ừ, làm đó bình thường 8 đô tại thương bình thường tôi bán vàng thôi, tôi bán cho ăn cho nó đã. Lấy miếng chanh đi. Ừ, để tôi kéo bao tay chắc không được, cầm chiếc chanh nó chân tụi rồi cái tô cũng một phế. Hai order kêu ông đem lên nhà đó. Ở Serengun á. Đúng rồi. Cảm ơn nha. Nè con. Phải ăn gì thêm không mẹ mua? Mua nước gì không? Đây là một tô bún bò Huế. Ý không lấy nĩa đũa. Để mẹ đi lấy. Thank you.
Dạ con cốc đai, con miệng. Để xe đi. Dạ đeo khẩu trang của mình. Đây là một cái bánh 13 đồng mấy. Cái người thôi là trái mẹ à. Hãy được quá. Đây là bút mực của bé nhà bé. Làm họ chẳng phải ngồi hết. Tôi về 10 đô nè. Bình thường là ba bán 8 đô. Ba bán 1 đô. Thank you.